Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình có mặt ở nhà của nghệ sĩ Phượng Hằng, một cái người chị mà hát vọng cổ hơi rất là dài. Đây mình đang đứng trước cửa nhà của chị. Dạ em chào chị. Hôm nay có đi hát không chị? Em cũng biết hôm nay thì ở nhà Dạ. rất là chờ để nói chuyện với em đây cho Dạ. nên là không có đi đâu. Dạ. Đây em có thể em hôm nay em qua để thứ nhất là trò chuyện với chị tí xíu, với lại thăm thăm nhà của nghệ sĩ Phương Hằng, tại vì nhiều khán giả họ cũng muốn biết là nhà nghệ sĩ Phương Hằng, một cái người mà hát vọng cổ hơi rất là dài và được khán giả yêu mến qua hai cái vở nổi tiếng, đó là Vụ Án Mãn Ngưu với lại Lệnh Truy Nã. Dạ em có thể vào trong được chị Mời ha. em. Dạ. Các cháu là đi học rồi hả chị? À Hôm nay thì không có đi học trong cái mùa dịch này nè, chưa có cho phép à chưa phải và hình như là gia đình tụ họp với nhau là ngày nào cũng có. dạ. Đây mọi người có thể ra thăm nhìn xem cái cơ ngơi của nghệ sĩ Phương Hằng. Bữa nào đáng tin cậy mới đến. Hôm qua là có đi hát không chị? Hôm qua là Có có. em, hôm qua thì đi tiểu cần Trà Vinh. Dạ đây đây là phòng khách. Mời Đây em. là phòng khách. Chị là về đây là được bao lâu rồi chị? Về khu này. Về khu này cũng năm mấy rồi em. Năm mấy giờ? Ở đây là bức tranh. Này là người ta tặng hả chị hay là Người chị ta đặt? tặng thôi, Dạ chị ta tặng, người ta ta yêu tặng mến thôi, rồi ta người ta tặng. đặt thuê thôi. Dạ, đây là phòng khách. Đây là tivi, tivi này chắc bao nhiêu inch chị? Chị không nhớ bao nhiêu anh nữa rồi. Dạ rất là to. Đây coi đá banh rồi coi này kia. Dạ chị Phương Hằng có thích coi đá banh không chị? Chị hả? Dạ Thích chứ, nhất là sau này gần đây thì cái đội nhà của mình đá thấy cũng hào hứng quá, chị cũng có tham gia để mình coi, mình cổ vũ mà. dạ ở đây là chắc là bây giờ mình đi lên trên mình tham quan nhà của chị ha, mà những khán giả mà yêu mến chị Phương Hằng chắc cũng thấy được những hình ảnh này cũng rất là vui, biết được thần tượng cũng như là những cái người mình yêu mến được có được cái cơ ngơi rất là sang trọng. Thôi khỏi cần phải vô phòng chị Dạ nha. không chị. Đây thì khi mà mình đi làm mệt về á thì mình chỉ tham gia vào cái gia đình mình thôi, mình chỉ nghĩ vào đó, mình có thời gian đó thì Dạ yeah. Đây tụ đồ biểu diễn hả chị, diễn để đi biểu quay diễn. hình Dạ yeah. ghi hình. Bây giờ quay tuồng còn quay tuồng nhiều không chị ha? Alo, sang vô đây. Dạ Dạ mấy giờ là đây là đỡ chỗ tập của chị, dạ lấy chỗ tập thể dục. tập thể dục. Đừng né nha, nói cho mà đá quay đây. Đây là chỗ tập thể dục của chị. Không đi hát thì karaoke. Dạ. Ca là ca ca. Ca với mấy đứa con chị á. Dạ, con chị. Alo. Dạ. Ok, có gì gửi cho con cái nha. Ok, cảm ơn con. Con đang nói chuyện với mấy người này. À, tivi này chắc còn mà cả trên 100 inch không chị? Chị đứng vô em đó em coi coi là nó đây chiều cao à. Đó chị Phượng Hằng nghe vậy mà cái tivi như vậy đó. Rất là to. Khi mà buồn quá thì ở nhà ca với mấy đứa con thôi. Dạ, nhưng mà ca nhạc hay các cháu có mê cả lương Mấy không chị? đứa đó thì ca nhạc hả? Những cái ca nhạc, dạ. À, rồi vậy thì nói chung là ca thì mình cũng biết, để mà mình có những lúc mình có những bài á, tụi nhỏ nó biết mà mình không biết thì nó ca, để mai mốt mà mình biết rồi á thì mình áp dụng vô những cái bài tân cổ, mà có những cái bài nhạc.
mình không biết được, mà mấy đứa trẻ thì nó biết được. Nhưng mà có khi nào mà các cháu hát xong ca cải lương với chị không? Con gái chị thì nó có biết chút chút, dạ, nhưng con mà nó ít ca, ca cổ lắm. Dạ, ít ca cổ. Dạ. Đây. Đây. À, mời các bạn xem cái đây là nói chung là mấy tấm hình như thế này, có những fan gửi gửi tặng cho chị ha, sẽ có những đứa nó họa họa ra đây. Dạ, đây là những cái bức ảnh mà khán giả yêu mến của chị Phương Hằng gửi tặng, và chị treo rất là trang trọng trong căn phòng mà sinh hoạt của gia đình. Là khi nào mà nhà chị về, chị không có đi biểu diễn thì chị sẽ hát ở đây cùng với các con. Nhìn dàn loa là thấy chóng mặt rồi chị ha. Dạ. Đây là phòng tập thể dục. Trời ơi, đã quá chị ha. Đã quá. À, ở đây thì chị là được mấy căn nhà như vậy chị? Thôi không nói đâu. Không nói đâu. Nói thiệt đi, mà nói thiệt khán giả mừng cho chị thôi. Thôi, tại vì chị cũng sống với cái khép kín. Dạ. Cho nên là thay như thế này được rồi. Thế vậy mình cảm thấy hạnh phúc là được rồi chị ha. Ừ. Đây là bàn thờ của ông bà Phật với ông bà, và bàn thờ là mình phải đặt lên cao nhất hả chị? Dạ. Đây là ba mẹ chị, còn đây là cha của anh Phương. Dạ, đây là ba của anh Phương. Dạ. Còn đây là bên ba mẹ của chị Phương Hằng. Chị Phương Hằng cũng là nhành mấy anh chị với là ba mẹ là cũng là những người mà cũng cây đa cây đề từ hồi xưa, cũng có nghệ thuật sân khấu trang trọng. Chị thì đây hồ bị nhỏ đó, giờ chưa có qua đi về nhà về không, tại vì đi không không ai không lo cho nên về nó lo. Chị thích trồng cây hả chị? Với mấy ngày này mà không đi làm gì giống như bị chết vậy đó. Em cũng biết mà mấy cái ngày dịch này không thời gian còn đó, thì mình lên trồng cây, tưới nước rồi chăm sóc. Cái này mình mua về là có gì hay là trái nó ra vậy chị? Mua về nó trái nhỏ thôi, nó chăm ra nó lớn. Vậy cái mai mốt ăn cũng được, cây này ăn cũng được mười mấy trái. Cái xoài này hả chị? Còn nhiêu đây bán, đem ra chợ bán chắc được cả tỷ á. Còn tắc thì có ăn hoài. Dạ. Lơ rai. Đó. Hồi sáng lâu biết ướp nhẹp cho nó. Sáng lâu biết bữa nay ăn qua qua đây không? Dạ. Sáng mới ngày nay thì buồn buồn lên đây ngắm trăng sao. Dạ, à cái này hữu tình quá chị ha. Dạ, cái này hai chỗ này là tới anh chị rồi. Anh chị lên này ngắm sao đây. Ôn lại kỷ niệm xưa. Dạ. Kể chuyện đời xưa vậy mà. Kể chuyện đời xưa. Ủa mà xưa anh chị là quen nhau sao chị ha? Kể lại cho khán giả nghe chứ. Báo chí cũng đăng rồi nhưng mà kể nhẹ nhẹ lên cho khán giả nghe ha, những người. Là mình làm nghề rồi làm ngoài thì gặp thì những vợ tuồng này những vợ tuồng kia vậy đó. Mới đầu rồi làm cái vợ tuồng cây ương thì gặp nhau. Dạ. Rồi. Anh có hát hơi dài được không chị? Không. Có bao giờ anh chị xong ca đâu không chị? Dạ. Có bao giờ anh chị xong ca không? Ít lắm. Ít dạ. Xong kiếp hợp ít lắm. Dạ. Còn đây là cái sân, đây gọi là cái khu giặt vũ hả chị ha? Để phơi đồ, phơi đà. Còn cái trên đó là cái gì chị? Trên đó rồi, cái đó nắm. Bồn nước, cái bồn nước. Dạ. Nè, mừng khán giả. Dạ. Nói chung đất thì của mẹ mẹ chồng cho. Dạ. Cái gia đình cất. Còn cái bên bên
Mà trước chị ở bên quận 8, đóng cửa đấy đó. Chị ở quận 8, chị ở đoạn nào chị? Ở đường Bùi Điện ấy. Dạ. Đường số 8 ngày xưa. Bùi Điện nghe quen quen ta, Bùi Điện ngay chỗ nào? Đường Giải Phóng. À rồi em biết rồi, ngay cầu Chánh Hưng luôn. Ừ, tại vì có dạ con em học thêm ngay chỗ đó. Con em học thêm mà được. Khán giả của chị Phương Hằng mà thấy được nhìn hình ảnh này thì cũng rất là hạnh phúc ha chị ha. Cuộc sống thì cuộc sống của chị giờ là an nhàn, kiểu như có thời gian có đi hát, có thời gian thì đi hát, còn không có thời gian thì ở nhà chăm sóc gia đình. Dạ. Ở đây những cái giải thưởng HTV phải không chị? Chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc. Ở dưới này. Ngôi sao vùng của truyền hình. Dạ. Dạ. Bây giờ cậu đi rồi. Nhìn vào ảnh này là hiểu hết rồi. Cái này mình có chơi phong thủy gì không chị ha? Ví dụ như cũng có chút. Dạ có chút. Nhưng mà anh có rảnh chị? Anh Phương á, có rảnh anh ảnh có chơi không hay là mình chỉ đặt Không, mình đặt thôi, mình để. Dạ. Cho nó đẹp. Cho nó hòa hợp với nhau thôi. Dạ. Đây còn khu văn bếp của nhà chị Phương Hằng. Trời bộ kỹ trà, hết nói à. Ủa, nay còn bánh tét hả chị? Này chị mới đi hôm qua Tiểu Cần á, người ta tặng á. Dạ, đi Tiểu Cần á, Trà Vinh. Trà Vinh á. Dạ. Trà Vinh. Cái ăn bánh canh bánh có rồi cái người mời á, người ta tặng. Dạ. Đây là phòng mà ăn phải không chị? Bàn ăn. Để chủ nhật nào. Wow. Cả nhà anh em cũng họp mặt với nhau. Dạ. Rồi. Rồi đây có cái hồ nước của chị Cảnh, hồ Nông Bộ. Dạ, hồ Nông Bộ. Nhỏ. Thích trồng cây cho nên cây gì chị cũng trồng hết. Dạ, trồng cây nhà nó mát. Đó là cây lộc lừng, cây xíu. Dạ. Nhưng cái này muốn mình tạo dáng cũng được phải không chị? Tạo dáng được. Được chứ, nhưng mà cây này thì nó mất nhiều thời gian à. Còn này nó cái này phải chị lấy lọc vườn phải có cái gốc á. Cái gốc nó có cái dáng. Nó có gốc luôn. Nhưng mà cái này nhỏ à. Chị không có giống như mình không có cây như thế này á, phải có cái rễ nó cũng lâu năm. Dạ rễ lâu năm. Mới được. Còn cây này là chị xin ở ngoài cây bàn phải không chị? Không. Ủa cây này cái gì? Vả. Vả. Cái vả ăn giống như gỏi mít vậy đó. Dạ. Làm gỏi ngon lắm á. Dạ. Tôm, thịt bầm nữa. Nếu mà nó có trái. Dạ. Trái nó lớn hơn trái sung. Cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. Dạ. Đi ra dạ. Sân có muốn ra sân không? Dạ sân ra mình. Rồi chị sẽ giới thiệu cái sân sân. Chị thích thời gian rảnh đó thì buồn quá thì trồng bông. Dạ. Cái nào có bông hoa thì 10 giờ hay là cây mai rồi đó, chăm sóc. Lan. Giờ này nắng quá. Ồ lan. Chị thích. Thích gì đó? Dạ. Ví dụ muốn ra kiếm rau thơm. Bên đây là đất cũng của nhà mình luôn hả chị? Không, cái này của người ta, mình dạ. Ké thôi. Dạ, ké trồng tạm thôi, mình trồng tạm đây. Khi nào người ta làm thì mình trả lại. Dạ. Mình trồng cái nào mà không có phải cây cối nặng nề thì mình trồng cải là ăn không sợ. Không sợ ngộ độc. Rau sạch, này rau sạch. Dạ. Này là chị trồng hay là mấy cháu hay là chị nhờ mấy bà chị trong nhà. Dạ. Cháu rồi. Dạ.
Rồi chị thì mình về tưới nước, chị tưới cây thôi, tưới cây, dạ tưới thôi. Rồi lá hú qua thích ăn lá, chị thì thích ăn lá hú qua, đọt hú qua. Ờ, không thích ăn trái hả? Chị thích ăn lá với đọt thôi. Chị thích ăn đọt dữ lắm, ghê gớm luôn á. Dạ. Ăn cái nó đắng nhưng mà nó ngọt, ngọt rất là ngọt thanh. Dạ. À, đắng mà sau đó là nó ngọt thanh. Trời ơi đủ đủ, giờ mới thấy nè. Một cây nó là 60-70 trái. Trời đây nè, đây nè. Từ bữa tới giờ là không biết là vừa ăn vừa cho rất là nhiều. Các bạn coi nè, cái đu đủ nè. Cái đu đủ này chị trồng hạt hay là? Từ dưới này nè. Trái từ dưới này mà ăn lên tới đó rồi đó. À, trái từ dưới này mà ăn lên tới đó. Từ dưới đây nè, nghe không? Từ dưới đó, giờ chị chỉ lên cho khán giả xem. Dạ. Nè, từ dưới này nè. Dạ. Đó. Rồi đi lên tới đó. Cây này cũng vậy đó, từ dưới đây lên tới đó mà ăn hết cái cây đó thì ăn hết rồi đó. Dạ. Nhưng bên này mình trồng hay là mình bỏ hộp rồi tự nhiên nó lên chị? Chị bỏ hộp lên. Dạ. Trời quá trời quá đất. Đó. Cái đó cũng từ phân nửa rồi lên đó. Hãy mà ai tới đây hả là người cho một hai trái, một hai trái. Dạ. Còn bên đây là bà. Đây là cây mai. Đó thì ra trồng 10 giờ. Hết gì đó. Lấy cây này cây là cái gì chị? Cây này cái lạc dừng để cho nó không thủy em. Dạ. 10 giờ. Rồi trồng 10 giờ. Mai vàng, này mai vàng. Mai vàng. À bên kia là bên này là cũng đất của người ta. Của người ta luôn. Xong mình trồng thì chừng nào người ta cất nhà cái mình. Tại vì chị tính làm nhà vườn ở dưới quê á. Dạ. Cho nên là chừng nào mấy Tây Ninh hả chị hay là đâu? Ở gần đi thôi. Dạ. Chỗ Tân. Tân Kiệp. Giống như Cần Đước. À Cần Đước hả chị? Cần Đước Tân Trụ đó. Dạ Cần Đước là về đường về nhà dưới quê em á. Cần Duột, qua Cần Duột á. Thôi cục. Mà chưa, giống như mình chưa có tượng. Chỉ có mới rào thôi. Dạ. Lá giang hả chị? Cái gì cũng có chút chút. Lẩu gà lá giang hả chị? Đúng rồi. Thấy không? Dạ. Cái gì cũng có. Mà mình này mình nấu lẩu chưa chị? Cái lá này mình xài chưa? Mình ăn chưa? Lá này hả? Chị mới có định hình đó thôi. Chứ dạ. Chưa ăn. Tại vì chưa. Để cho nó sung rồi mình mới ăn được. Dạ. Cái này là phải hát hơi dài dữ lắm mới có sức tưới nè chị ha. Đó cũng ra. Rồi hành. À hành đây, hành đây. Ừ. Trồng cái ít ít vậy chị ha, ăn yên tâm. Dạ. Yên tâm. Tại vì có những lúc mình không có đi ra chợ được cho nên mình lấy cái này mình ăn. Dạ. Đi chợ chỉ mua cá thịt thôi chị ha. Đó. Em thấy đủ đủ không? Dễ trồng. Dạ. Mà cái hột này có ý em hỏi đang hỏi là cái hột này mình mua hay là cái hột này tự nhiên mình ăn rồi mình tự ăn nó giống như chị ăn xong chị ưa thích. Dạ. À đây nó dễ lên quá chị ạ. Đó dễ lắm. Đó. Ăn me mà hả me ngon. Dùng hột mà nó lên là trồng nó lên. Thấy không? Cái me hả chị? Me đó me Thái hay me gì chị? Me đậu phộng á. Me đậu phộng thích ăn đó chứ chưa ngọt ngọt á. Chứ ngọt quá cũng thích. Nè me đậu phộng nè. Me đậu phộng. Hồi xưa dưới quê mà nghe me đậu phộng là mê lắm. Ừ. Rồi sầu riêng. Nó lên hộp cái chị ương rồi. Nhưng mà này chị trồng vui thôi chứ đâu có lớn nổi hả chị? Có. Thôi, nó lớn á. Nhưng mà có chuyển ra đất không? Chuyển. Đây là cây sầu riêng nè. Cây này là cây nhãn. À cây nhãn, cây sầu riêng đâu chị? Đây cây sầu riêng dưới kia. Nhưng mà nó lớn lên à, còn là mình chuyển về quê mình trồng. Ừ. Dạ. Còn hoặc là mình chuyển lên sân thượng. Dạ, trồng để làm kiển lên chừng 2 mét không là phải chuyển tưới. Mình muốn nó lên sân thượng thì mình vô một cái chậu lớn thì nó mới có kết quả được. Dạ. Nhưng mà chậu nó thành đài nó mất một khiên xuống. Mình muốn một khiên xuống cũng mệt lắm. Dạ. Ớ. Cho nó lên rồi mình ép. Nha đang. Giờ chị Phượng Hằng sau một thời gian hát bụng cổ hơi dài với những vở tuồng nổi tiếng thì bắt đầu là giờ trở thành một nhà nông học. Không phải không có nông học đâu mà tại vì mình thích. Dạ. Ví dụ mình có thời gian rảnh mình ra mình tưới cây thì mát giống xả stress. Dạ. Nhưng mà ví dụ sống ở đây với lại sống ở mấy khu nội thành thì chị thích sống ở đâu hơn? Chị là thích đây. Thích đây. Vì mình công việc của chị thì nó cũng gần ồn ào lắm. Dạ. Cả ngày rồi giống như là đi hát cả ngày bắt đầu
nếu mình vô cái mùa mình làm rồi thì có khi là giống như đi suốt vậy đó, tiệc tùng rồi của mình đi suốt rồi, tối mình cũng hát rồi, đâu có còn thời gian đâu, mà có thời gian thì có thời gian từ cây cối. Giờ khán giả, nhiều khán giả để khán giả hiểu hơn về cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Các bạn khán giả cũng vui với chị, cũng chúc phúc cho chị, nói chung là có cuộc sống nó an nhàn, nó thoải mái. Hy vọng là mọi người sẽ được thưởng thức giọng ca của chị trên kênh YouTube của chính của chị. Hy vọng là sau này chị không biết là gì sau là chị lại không chị nếu mà khán giả sau này muốn nghe chị hát nhiều trên YouTube cũng như muốn thấy được cái cuộc sống đời thường của chị thì chị Phượng Hằng có thể là như hồi nãy chị Phượng Hằng có nói trao đổi riêng thôi, là rất là yêu quý khán giả, và khi mà khán giả đi hát, khán giả yêu cầu mình hát bài gì thì mình luôn chiều khán giả, giống như làm vô trong họ vậy đó, là rất là yêu thương khán giả. Không biết là khán giả muốn chị Phượng Hằng làm một cái kênh YouTube để mà hát những bài hát của chị trên đó, rồi cũng như những cái chuyến đi biểu diễn hay là những cuộc sống đời thường của chị, thì chị Phượng Hằng có thương yêu khán giả và làm theo yêu cầu của khán giả không? Thì đó, thì cũng giống như chị đi đi đâu thì mình khi mà khán giả muốn như thế thì mình cũng đáp ứng, mà khán giả vui thì mình cũng thấy trong lòng mình cũng vui, mà mình cũng nói chung là vui thì sẽ có hào hứng, mà hào hứng ra thì mình cũng phấn khởi, mình càng ca nó ngọt ngào và nói chung là nó sung hơn. Dạ. Rồi chắc hôm nay đây mình để mình thấy cho quý vị khán giả thấy toàn cảnh căn nhà của chị Phượng Hằng ha, để tất cả mọi người cùng vui với chị. Đây là chị Phượng Hằng đã dọn về cơ ngơi được một năm mấy rồi, có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Mong quý vị khán giả luôn yêu thương chị Phượng Hằng cũng như chị Phượng Hằng luôn yêu thương khán giả. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi có lời chúc gì khán giả không chị? Thôi trước tiên là chị cũng cảm ơn em. Dạ. Đã vào bên thanh niên. Dạ. Thanh niên đã và chị có cái nhiệt cầu chị nói với lại những khán giả và những fan hâm mộ của mình và khán giả và những kiều bào khắp nơi đã xem qua, và chúc tất cả luôn dồi dào sức khỏe và hãy nhớ giữ sức khỏe trong cái mùa dịch như thế này, thì nói chung là mình hãy bảo vệ cho mình thì mình mới bảo vệ cho người thân được, trước tiên là mình trước và mình bảo vệ cho người thân và cho cộng đồng.